Ta đã nói mà, không thể tin lời giới dẫn của Thiết Kỵ Lâm Sơn. Bọn họ nói Nam Sơn có sói, ta cứ muốn đến Bắc Sơn. Con sói này muốn trốn. Phúc Hỷ, không sao chứ? Không sao, không sao, không sao. Con sói này là của chúng ta. Đi. Đi. Cô nương này cũng có cá tính đấy. Bất lịch sự. Nhưng cũng may, sói là của chúng ta. Bạn xếp hạng tháng này, vị trí đầu thuộc của chúng ta rồi. Dọn đồ đi, tối nay ăn mừng. Chiến thần đồ ma, loại hàng này mà cũng dám lấy ra à? Hàng hạng 3. Ngũ nương, nể mặt chút đi mà. Còn dám động vào lão nương nữa, ta sẽ dặn đứt tay ngươi đấy. Đau, đau, đau. Người tiếp theo. Miệng mũi ngay ngắn, bộ hàm hoàn chỉnh, đúng là một con sói tốt. Tránh ra. Nào, tránh ra, tránh ra, tránh ra. Tránh ra, tránh ra. Trương Kha, sao ngươi lại đến đây? Từ khi nào phẩm vị của quán rượu tiền thưởng trở nên thảm tệ như vậy thế? Rác rưởi. Ngươi nói gì? Xin lỗi nhé, ta không nói đồ của ngươi là rác rưởi. Ý ta là những người đang ở đây đều là rác rưởi. Ngươi nói gì? Nếu hôm nay ngươi không có thứ gì ra hồn thì hãy dập đầu lại cửa linh quỷ ta, ông nội ngươi đây 3 cái. Nếu không, đồ vật này trong tay ta không nhận ra ai với ai đâu. Ngũ nương, ta nhất định sẽ để cô đích thân đặt thẻ bài của Trương Kha ta lên đầu bảng xếp hạng đó. Phúc Hỷ, dân đại ca, từng người các ngươi nhìn bộ dạng chưa biết sự đời của mình xem. Hôm nay để các ngươi nhìn cho rõ. Nhìn kỹ đây, nhìn xem. Đại ca, lừa đảo, vậy mà còn dám lấy ra nữa. Trương Kha, ngươi đang làm loạn gì vậy? Sói làm sao? Biến mất rồi. Sao lại thế này? Vừa nãy cậu ở đây mà. Ta không biết. Rõ ràng là có mà, sao lại vậy chứ? Các vị, chúng ta suýt nữa bị trò bịp của hắn lừa rồi. Ta còn tưởng là đồ tốt lành gì chứ, chỉ là đống than dụng. Tiểu tử, quỳ xuống, dập đầu lại đi. Này, biết rồi phải không? Muốn chết à? Trương Kha, dừng tay. Kha Nhi, Kha Nhi, ta đã nói bao nhiêu lần, đừng đến những nơi hỗn tạp như vậy. Sao con không nghe chứ? Bảo con tập trung rèn luyện tính tình. Thiết Kỵ Lâm Sơn này sớm muộn rồi cũng sẽ giao cho con.
Người đưa cho con thì lấy, chứ con không có hứng thú. Khai Nhi, con phải nhớ, con không giống người bình thường. Bởi vì cha con là con, chính là một người bình thường, hai vai vác một cái đầu, có gì khác nhau chứ? Đương nhiên là khác rồi. Trên người con chảy dòng máu của chiến thần, con phải dẫn dắt Thiết Kỵ Lâm Sơn, gánh vác trọng trách bảo vệ nhân tộc. Khai Nhi, chẳng phải con cũng biết điều này đó sao? Dân Thúc, Thiết Kỵ Lâm Sơn chỉ có chút bản lĩnh đó, người phải tranh thủ thời gian tập luyện. Còn có việc của mình, người đừng thay con ăn bài nữa. Khốn kiếp, đó đều là tâm huyết của cha con, vinh quang của chiến thần con không quan tâm. Thợ săn tiền thưởng với người mà nói có lẽ là việc không đàng hoàng, nhưng con thích, hơn nữa còn rất vui. Đó mà được coi là nghề nghiệp đàng hoàng gì chứ? Dán một đống thang dụng, làm loạn trong quán rượu, đó chính là chuyện đàng hoàng mà con nói à? Về việc gì sao con sói đó lại biến thành đống thang dụng, con quả thật vẫn chưa rõ. Nhưng con sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy, thứ con bắt được chính là con sói lớn. Con, đúng rồi. Ngoài ra, cha con là cha con là con, đừng gặp làm một. Đại tế tư, Thành Lam Sơn đột nhiên xuất hiện tộc hắc ám. Dân Linh, nói với dân tướng quân đi. Tướng quân, tối qua chiến thần kiếm đột nhiên có động tĩnh khác thường. Sư phụ liền phái ta đến dãy núi Lạc Nhật tìm linh đồng, trên đường quay về bị sói chết chặn giết. Lẽ nào tộc hắc ám muốn trở lại? Cảnh giới cực hàn phương Bắc, hắc ám hồi phục. Đại du tế, vết thương của hắn dường như đã khỏi hẳn rồi. Thời gian còn lại của chúng ta không còn nhiều nữa. Tế tư, có cách giải nạn không? 20 năm trước, đại du tế của tộc hắc ám vì dục vọng cá nhân phá vỡ hòa bình ngàn năm của thiên võ đại lục, đích thân dẫn dắt đại quân sói chết đánh lén Dương Đô nhân tộc Thành Lâm Sơn. Đối mặt với đại du tế mạnh nhất ngàn năm nay của tộc hắc ám, chỉ có cơ thể chiến thần của nhân tộc tương hợp với thiên chi tâm thánh vật của Sĩ Hoàng tộc mới có thể chống chọi. Nhưng thiên chi tâm lại không rõ tung tích. Tướng quân, sao bọn họ vẫn chưa đến? Mắt thấy nhân tộc sắp bị tiêu diệt toàn quân, chiến thần Trương Xích Diêm đã đốt cháy máu huyết, phát động chiến thần kiếm. Đại du tế bị trọng thương, chìm vào giấc ngủ say. Trương Xích Diêm cũng hồn tiêu phách tán. Quân, năm đó nếu Trương Xích Diêm tương hợp thành công với thiên chi tâm, tộc hắc ám cũng sẽ không thể ngóc đầu trở lại. Hôm nay nếu có thể mượn sức mạnh thiên chi tâm một lần nữa, chiến hồn ngủ say trong cơ thể Trương Kha sẽ thức tỉnh. Sư phụ, thiên chi tâm ở gốc thần dược, xin hãy để đồ nhi đến đó. Đường đi từ Thành Lam Sơn đến gốc thần dược vô cùng nguy hiểm, hơn nữa tộc hắc ám sẽ không dễ dàng buông tha cho chúng ta. Chuyến đi này lành ít dữ nhiều, vận mệnh vô thường, còn phải suy nghĩ cho kỹ. Tế tư,
Nhưng từ nhỏ đến lớn Ra Nhi chưa từng rời khỏi thành Lâm Sơn này. Lỡ như mỗi người đều có số mệnh của mình, Trương Kha là con trai của chiến thần, trở thành chiến thần là số mệnh của hắn, cũng là sứ mệnh. Dân tướng quân vẫn phải buông tay, thì hy vọng của nhân tộc phải dựa vào các ngươi rồi. Đại du tế, sói chết chặn giết Linh Đồng đã bị giết, Linh Đồng bị bọn chúng lấy được, kế hoạch của chúng ta sẽ bị phát hiện. Có cần hành động trước không? Lấy được Thiên Chi Tâm, đề phòng con trai của chiến thần tái hiện lại 20 năm trước. Chuyện của 20 năm trước sẽ không xảy ra nữa đâu. Quỳnh nói xem, sói đang yên đang lành, sao lại không còn nữa chứ? Vốn tưởng đây là rượu mừng, ai mà ngờ chuyện này vẫn chưa xong đâu. Chúng ta phải bắt thêm một con sói, mạnh mẽ giả mặt đám người đó. Đợi đến lúc nhận được tiền thưởng, cũng đủ tiền cưới vợ cho ngươi. Không vội, sói ba chân khó tìm, chứ phụ nữ hai chân còn khó tìm sao? Nhưng mà đại ca, lần này đều là ta không tốt, không trông chừng được sói. Không liên quan tới ngươi. Uống rượu đi. Nào. Nào 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 nào. Đại ca, đây không phải cô nương ban ngày sao? Hôm nay các ngươi bắt được không phải sói bình thường, mà là sói chết. Sói chết? Đại ca, sói chết là gì? Sói chết, sói chết có thể là một con sống mỡ. Sói chết là thai sai của đại du tế thuộc tộc Hắc Ám. Một khi chúng phải tổn thương chí mạng thì sẽ biến thành tro bụi. Cô nương, cô là ai? Ta là Dân Linh, phụng mệnh tế tư, mời huynh cùng ta đến cốc thần vực. Đến đó làm gì? Lấy Thiên Chi Tâm. Tộc Hắc Ám đã ngóc đầu trở lại từ đám tro tàn. Đại chiến 20 năm trước sẽ lại xảy ra, chỉ có Thiên Chi Tâm mới có thể cứu được nhân tộc. Đợi đã, đợi đã, đợi đã. Ý của cô là nữ tế tư bảo ta đi cứu nhân tộc? Trương Kha, huynh đừng quên, huynh là con trai của chiến thần, cứu nhân tộc là trách nhiệm của huynh. Đủ rồi. Con trai chiến thần à? Dân Linh cô nương, hai chúng ta chính là thợ săn tiền thưởng. Cô hy vọng người như ta cứu nhân tộc, coi như đây là tiền thưởng. Đi với ta một chuyến. Đại ca, nhận đi. Đơn này liên quan đến an nguy của nhân tộc, đổi người đi. Đại ca, tộc Hắc Ám đã hành động rồi, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Quỳnh xem, đại du tế phái sói chết và dị quân, bọn chúng đã lên đường trước rồi. Chuyến đi này cũng không thể tránh khỏi việc phải giao chiến với bọn chúng. Vậy nên nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ của chúng ta là ta nhận. Kha Nhi, ta có thứ muốn đưa cho con. Kha Nhi, chiến thần kiếm đi theo cha con cả đời. Chính vì nó
dân tộc mới có được sự yên bình 20 năm. Dân Thúc biết, từ nhỏ đến lớn con đều muốn thoát khỏi sự dạy dỗ của Dân Thúc dành cho con. Con phải rời khỏi thành Lam Sơn rồi. Mang theo thanh kiếm này đi. Tướng quân, chúng ta lập tức đến cốc thần dực. Dân Linh, Kha Nhi làm theo ý mình quen rồi. Cô tìm cơ hội thay ta đưa thanh kiếm này cho nó. Tướng quân, xin hãy yên tâm, bảo trọng. Cốc thần dực ở ngôi nơi đồng quan vạn dặm, người thường căn bản không biết lối vào ở đâu. Nghe đồn có một kỳ nhân niết cổ thông thạo mọi đường trên thiên hạ, hy vọng người đó có thể giúp chúng ta. Hình như không có ai. Giống cao nhân kiểu này, tách biệt núi sông cũng là chuyện bình thường thôi. Niết cổ ít giao du với bên ngoài, vào giờ ngọ e là đang nghỉ trưa. Thiên địa kinh dĩ. Ai? Người ở đây này. Các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì mà lại dám xông vào tứ phương cát của ta? Tiền bối, mạo phạm rồi. Chúng ta từ thành Lâm Sơn đến đây, nghe nói ngài có vạn lý thiên nhãn, muốn hỏi ngài cốc thần dược ở đâu. Không được động lung tung. Giật cả mình, đây chẳng phải là một dòng sắt rách sao? Cho dù các ngươi đến hỏi đường thì cũng không thể không lễ phép được. Ta nể tình cô nhóc này. Ta đại nhân không thèm chấp tiểu nhân. Ông nói ai là tiểu nhân thế hả? Đưa đây đi. Đây là chút thành ý, mong tiền bối chỉ đường. Cô nhóc, chút tiền này ta khuyên cô vẫn nên về đi. Chuyện khẩn cấp, đợi chúng ta về thành Lâm Sơn nhất định sẽ hậu tạ. Nhưng cô không bằng không chứng thì sao ta tin cô được? Lão già, đây là bảo bối của huynh đệ chúng ta, vọng quyền thiết ngàn năm, đặt cọc ở chỗ ông trước. Bây giờ nói được rồi chứ? Nhìn gì mà nhìn? Đây là thợ rèn đệ nhất thành Lam Sơn, dùng quyền thiết thượng đẳng để đúc. Chỉ có cái này thôi. Niết cổ ta có thể quan sát vạn dặm đường, cái thứ giới dẫn này chỉ có thể nhìn ngàn dặm. Còn dám nói là bảo bối trước mặt ta? Thanh kiếm nơi đây trên người này còn coi là một bảo bối được? Ông đang nhìn kiếm sao? Ngươi nói vậy là ý gì? Nếu các ngươi không có bảo bối thì cứ tự nhiên, không tiện. Tiền bối, kiếm này liên quan tới vận mệnh nhân tộc, thứ cho vạn bối không thể cho ngài.
Nhưng mong tiền bối giúp chúng ta một tay. Được rồi, ta thấy hắn cũng chỉ là hư danh thôi. Đi thôi. Đại ca, đại ca, đại ca, quên xem đây là cái gì. Trả cuộn gấm này cho ta. Ta nói mà, ban ngày ban mặt đóng chặt cửa sổ là trốn trong phòng xem cái này à? Lão già chính là một kẻ háo sắc. Các ngươi không thể vu oan cho ta. Đường đường là thần nhân Niết Cổ, nếu truyền ra ngoài, nếu truyền ra ngoài thì không thể gọi là Niết Cổ được nữa rồi, mà gọi là lão sắc cổ. Được rồi, các ngươi nói đi, làm thế nào thì các ngươi mới không nói ra chuyện này? Vậy thì nhờ tiền bối nói cho chúng ta biết vị trí của cốc thần dược. Chuyện đã đến nước này, bỏ đi, bỏ đi. Nơi u ám này cũng gọi là cốc thần dược sao? Chính là nơi này, Xí hoàng tộc luôn cách biệt với thế gian. Phía trước có một cánh cửa, đây là cửa vào cốc, chỉ có lệnh bài của Xí hoàng tộc mới mở được. Vậy chẳng phải không vào được rồi sao? Nơi rách nát này cũng được gọi là cốc thần dược sao? Ta và đại hộ pháp Yến Sơn có quen biết, huynh ấy sẽ giúp chúng ta. Ta sẽ liên lạc ngay. Chuyện gì vậy? Đại ca làm sao đây? Nhiều con sói như vậy. Đến đúng lúc lắm. Phúc Hỷ, bắt sống. Được thôi. Không phải ta bảo người bắt sống sao? Lỡ tay, lỡ tay rồi. Cô hạ thủ lưu tình chút đi. Cầm lấy. Đại ca, không phải nói là bắt sống sao? Chuyện này... Đừng, 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 đừng. Ai thế? Yến Sơn, ngươi định xói cho ta. Nơi này không nên ở lâu, mau đi thôi. Đến cốc thần dược rồi, chúng ta đi thôi.
Quyền Điệu đã nói kế hoạch của bọn mồi cho ta biết rồi. Thời gian gấp gáp, chúng ta nói ngắn gọn thôi. Đường đến Thiên Chi Động do hai vị trưởng lão Quyền Băng và Quyền Không canh giữ quanh năm. Pháp lực của bọn họ cao cường, không xông vào được. Vậy phải làm sao? Đây là pháp bài của tộc trưởng, có nó mới có thể gọi hai vị trưởng lão đi rồi. Cảm ơn. Giữa hai chúng ta cần gì phải cảm ơn chứ? Ta đã đem chuyện tộc Hắc Ám xuất hiện báo lại cho tộc trưởng. Đại khái trong một canh giờ, nhân tộc sẽ đến đủ. Đó chính là thời gian tốt nhất để bọn mồi hành động. Được. Hai người họ phải ở lại đây để tránh gây thêm rắc rối. Vậy ta đi đây. Linh Nhi, nhớ cẩn thận một chút. Mọi người ở đây đợi ta. Đây là ý gì? Cứ dạy giết hai người chúng ta ở đây. Dù sao cũng đến đây rồi. Bắt sói mới là việc chính. Được đại ca. Trăm năm nay, tộc ta và tộc Hắc Ám phân biệt rõ ràng, không quấy rầy lẫn nhau. Bây giờ bọn chúng tùy tiện vượt qua ranh giới, mọi người phải đề phòng cẩn thận để bảo vệ chu toàn cho tộc ta. Tộc trưởng không cần nghĩ nhiều. Tổ tiên ta tạo ra trận pháp của U Quyền Thiên chưa từng bị dị tộc công phá. Huống hồ chúng ta còn có thần thú phù hộ. Cốc thần dực có thể nói là vững như thành đồng. Tộc Hắc Ám luôn hành sự quỷ quyệt. Lần này rốt cuộc có là ý đồ gì? Lẽ nào là vì Thiên Chi Tâm? Bái kiến hai vị trưởng lão. Cửa cốc xuất hiện người của tộc Hắc Ám. Phụng mệnh tộc trưởng, xin mời hai vị trưởng lão đến nghị sự. Có pháp bài không? Hai vị trưởng lão, đây là ý gì? Sư muội, con nhóc lừa đảo này một mình ta xử lý là được rồi. Nhưng nếu muội bị thương thì ta sẽ đau lòng lắm. Tránh ra. Sư muội, sao huynh lại đến đây? Đại ca, huynh đây là anh hùng cứu mỹ nhân sao? Còn tìm hai tên tới giúp đỡ cơ đấy.
Phúc Hỷ, chỉ có chút bản lĩnh này thôi, hôm nay ta sẽ tiễn các ngươi đi một đoạn. Quyền Không trưởng lão lại đang có ý đồ với Thiên Chi Tâm. Quyền Không đã phát động thiên lôi, Sĩ Hoàng tộc nhất định đã phát hiện ra chúng ta rồi. Đại ca, Quyền có thể khống chế được chiến thần kiếm rồi. Tộc Hắc Ám nhất định sẽ nghĩ biện pháp lấy được Thiên Chi Tâm. Rất có khả năng chúng sẽ xuất hiện ở Thiên Chi Động. Chúng ta đi thôi. Đúng vậy đại ca, chúng ta đi khắp nơi tìm sói, không bằng cứ đến trực tiếp đến Thiên Chi Động để bọn họ. Tốt biết mấy, đúng không? Đi đi đi. Đây chắc là lối vào Thiên Chi Động. Chúng ta vào được đây có phải hơi quá dễ không? Đây là Thiên Chi Tâm, lớn như vậy luôn sao? Dân Linh, những phù văn này có ý nghĩa gì vậy? Dân Linh, lũ chuột to gan dám xông vào cấm địa của bọn ta. Nhân tộc các ngươi đúng là vô sĩ, dám trộm thánh vật của tộc ta. Yến Sơn, Hành Hình, trưởng lão nên hỏi rõ ngọn nguồn sự việc trước đã, rồi hẳn xử lý. Bất luận ngọn nguồn như thế nào, đều phải xử tội chết. Ngươi cải trang thành người tộc ta là vì muốn quấy rối ta đúng không? Đừng tưởng ta không biết nhân tộc các ngươi có ý đồ gì. Thánh vật tộc ta sao có thể rơi vào tay dị tộc được? Mục đích của tộc Hắc Ám chính là muốn tiêu diệt tất cả các tộc khác. Ngươi cho rằng Sĩ Hoàng tộc có thể thoát được sao? Sai lầm 20 năm trước, ngươi vẫn muốn phạm phải thêm một lần nữa à?
Ngươi nói gì? 20 năm trước, khi tộc Hắc Ám giao chiến với nhân tộc, có một người thuộc sĩ hoàng tộc từng thỉnh cầu ngươi giao thiên chi tâm cho nhân tộc chiến thần Trương Xích Diêm để giúp ngài chống lại tộc Hắc Ám. Không ngờ ngươi lại hạ lệnh xử tử tất cả bọn họ, lại vì nhân tộc mà xông vào thiên chi động, lấy trộm thánh vật của tộc ta, thiên chi tâm. Dựa theo quy tắc của tộc ta xử lý. Mà Trương Xích Diêm chính vì không đợi được thiên chi tâm, bất đắc dĩ hợp thể với chiến thần kiếm, mới phải hy sinh tính mạng. Ngươi là... Không sai, ta chính là con gái của người thuộc sĩ hoàng tộc đó. Lão già thối nhà ngươi, ta nhổ vào. Thì ra ngươi là hậu thế của kẻ phản loạn thuộc tộc ta. Trong lòng ngươi luôn hướng về nhân tộc đúng không? Đáng tiếc, chiến thần Trương Xích Diêm đã chết 20 năm rồi. Cho dù nhân tộc có thiên chi tâm thì có thể thế nào chứ? Người đứng trước mặt ngươi chính là con trai của chiến thần. Chỉ cần thiên chi tâm tương hợp với huynh ấy thì huynh ấy có thể thức tỉnh sức mạnh chiến thần để cứu chúng ta. Đừng nói là con trai của chiến thần. Cho dù là chiến thần Trương Xích Diêm cũng đừng hòng tương hợp với thánh vật của tộc ta. Yến Sơn, mau ra tay. Tộc trưởng, vì sĩ hoàng tộc, xin ngài hãy giao thiên chi tâm. Cuối cùng ngươi cũng lộ nguyên hình rồi. Thì ra pháp bài của ta đúng là do ngươi lấy. Tộc trưởng, hành hình. Người sĩ hoàng tộc nghe lệnh, xử lý 4 người này ngay lập tức. Lão đi, mau đi. Nói cho ta biết thiên chi tâm ở đâu. Tộc Hắc Ám, tai họa diệt tộc ngày hôm nay, ta nhất định bắt các ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Còn không phải vì ngươi ít ngồi đáy giếng. Chuyện thiên chi tâm tương hợp với ta là thật sao? Ngươi còn muốn càng nhiều người chết hơn phải không?
tổ tiên ân đức mênh mông. Hôm nay cả sĩ quan tộc ta đều gặp nạn. Để báo mối thù sâu đậm này, Tôn Tông mạo hiểm vi phạm tộc quy, giao thánh vật thiên chi tâm cho nhân tộc. Đợi báo được thù lớn, Tôn Tông sẽ lấy cái chết để tạ tội. Thiên chi tâm được cất giấu ở một trùng thiên khác. Muốn có được nó, vẫn phải có một người thuộc sĩ hoàng tộc giúp đỡ. Để ta đi. Linh Nhi, nơi đó có linh thú bảo vệ. Linh thú này hung dữ bất thường. Tộc trưởng, hay là để ta đi. Yến Sơn, cha mẹ muội là vì thiên chi tâm mà chết. Đây là sứ mệnh mà bọn họ chưa hoàn thành, nên muội nhất định phải đi. Nhưng chuyến này nguy hiểm tính mạng. Đừng nói nữa, yên tâm đi. Còn có ta đây mà. Mọi người lên đây hết đi. Sao ngươi lại theo đến đây? Không phải Huynh đi lấy báu vật sao? Sao có thể thiếu được ta chứ? Vậy ngươi tự mình cẩn thận chút. Được, nham thạch đang dâng lên, tranh thủ thời gian đi. Huynh nói xem liệu thiên chi tâm có ở trên này không? Đây là thần thú bảo vệ bảo vật. Mọi người cẩn thận, thiên chi tâm ở trong người nó. Trương Kha, Quên mang nhìn kia. Trương Kha, Ah!
Nhi, muội không sao chứ? Thế nào rồi? Lấy được rồi, nhưng không tương hợp với Trương Kha, mà nó lại nhập vào trong cơ thể ta. Xem ra ngươi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để trở thành chiến thần. Khi chưa có thần thú bảo vệ, một khi Thiên Chi Tâm cảm thấy nguy hiểm thì sẽ tự mình lựa chọn một người thuộc sĩ hoàng tộc để nhập vào trong cơ thể người đó. Người của tộc được chọn đó gọi là khí linh. Ý của ngươi là ta đã trở thành khí linh? Cơ thể khí linh, nếu không phải cơ thể hắc ám, sẽ không phải cơ thể của chiến thần, thì Thiên Chi Tâm chỉ tạm thời tồn tại trong cơ thể ngươi, nhưng sẽ không tương hợp với ngươi. Vậy bây giờ phải làm sao? Trận pháp trích linh. Tộc trưởng, không được. Hai vị huynh đệ nhân tộc này đi theo ta ra ngoài động. Đại du tế đã đánh tới cửa rồi. Cổ đây phân biệt nhân tộc với xí hoàng tộc, rạch rồi như vậy làm gì? Phúc Hỷ, đi thôi. Yến Sơn, muội có biết, một khi trận pháp trích linh mở ra, cơ thể khí linh của muội nếu không có Thiên Chi Tâm thì muội sẽ tan thành mây khói không? Chỉ cần hoàn thành di nguyện của cha mẹ, chiến thắng tộc hắc ám, muội bằng lòng trả bất cứ cái giá nào. Linh Nhi, cho dù lấy được Thiên Chi Tâm thì có thể thế nào chứ? Trương Kha có làm được không? Muội tin huynh ấy làm được. Hắn ta không đáng để muội tin tưởng. Trên thế giới này, người đáng để muội tin tưởng nhất. Yến Sơn, muội luôn coi huynh là huynh trưởng đáng tin cậy nhất, cho dù là lúc nhỏ hay là bây giờ. Yến Sơn, đại ca, huynh nói xem, huynh đã lợi hại như vậy rồi, sao vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng làm chiến thần chứ? Đại ca, ta đau bụng quá. Không sao đâu, chúng ta vẫn còn cơ hội. Ta dạo mấy vẫn là không giống nhau. Nếu đổi lại là cha ta thì chắc chuyện sẽ không như vậy. 20 năm trước, cha ta không để lại một câu nào đã đi rồi. Ta rất muốn biết, khi ông ấy đưa ra quyết định, rốt cuộc có từng nghĩ đến ta không? Thực ra huynh luôn có đáp án, chỉ là huynh trốn tránh, không muốn đối mặt mà thôi. Bây giờ để ta chọn, chuyện cũng sẽ vẫn y như vậy. Vậy tại sao huynh lại cùng ta vào một trùng thiên khác chứ? Không biết. Huynh từng nghe nói đến Hoa Nguyệt Nha chưa? Nghe nói nó là loài hoa thông linh. Hơn nữa, ngôn ngữ hoa của nó có nghĩa là không yêu, không hận.
không yêu, không hận. Sư phụ ta từng nói, một khi chấp niệm xuất hiện, vạn thủy thiên sơn. Một khi chấp niệm tiêu tan, thương hải sa điền. Trương Kha, khi huynh bỏ được chấp niệm xuống, cũng là lúc huynh đã chuẩn bị sẵn sàng. Cho dù nói thế nào thì Dân Linh, cảm ơn muội. Đúng rồi, cái này trả cho muội. Đã nói là đưa cho huynh rồi mà. Thực ra không cần nhiều như vậy đâu. Phần dư ra coi như huynh nợ ta. Dân Linh, lần sau có việc gì nhất định phải nhớ tới ta. Nhớ đến huynh. Ngươi nghĩ kỹ chưa? Thiên Chi Tâm ở đâu? Người giết ta đi. Các người ai cũng cứ miệng vậy, thật sự tưởng ta không còn cách nào sao? Sao đến rồi? Người dọa chết ta rồi. Ngươi làm gì vậy? Rốt cuộc ta có chỗ nào không bằng ngươi? Đại ca, ta để ngươi lên đánh trước là vì sợ đánh rắn động cỏ. Không ngờ ngươi suýt chút nữa hủy hoại thần lực của thân xác ta. Một khi trận pháp Đích Linh mở ra, Dân Linh sẽ tan thành mây khói. Ngươi mau ngăn mụi ấy lại đi. Giao Thiên Chi Tâm ra cho ta. Yến Sơn, Yến Sơn, đại ca, đi, đại ca, mau đi thôi. Yến Sơn, hãy chăm sóc cho mụi ấy thật tốt. Yến Sơn, đại ca, đi. Dừng lại, Trương Kha, không được. Nếu người phá hủy trận pháp Đích Linh, Dân Linh sẽ tan thành tro bụi ngay lập tức. Tan thành tro bụi? Tại sao lại như vậy? Dân Linh, không phải muội nói vẫn còn cơ hội sao? Trương Kha, đây chính là cơ hội duy nhất của chúng ta.
chúng ta đều không có lựa chọn. Đây là số mệnh, cũng là sứ mệnh. Sứ mệnh của ta hoàn thành rồi. Sứ mệnh của huynh Phúc Hỷ. Thiên chi tâm là của ta rồi. Thần lực của ta cuối cùng cũng hồi phục rồi. Không hay rồi. Trước khi giết ngươi, ta muốn tận mắt nhìn thấy sự diệt vong của nhân tộc. Thiên võ đại lục vốn thuộc về kẻ mạnh. Tộc hắc ám ta chịu nhục nhiều năm, cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm nay. Kể từ hôm nay trở đi, thiên võ đại lục sẽ là của tộc hắc ám ta. Dân thúc, dân thúc.
Đến chính bản thân ngươi cũng không cứu được, vậy mà còn muốn cứu nhân tộc. Hôm nay ta sẽ cho ngươi xem nhân tộc bị diệt vong như thế nào. Trương Kha, năm đó cha ngươi xả thân vì nghĩa, vận mệnh của nhân tộc mới có thể thay đổi. Trước đây ngươi luôn canh cánh trong lòng vì sự ra đi của cha mình, nên chưa từng thừa nhận thân phận con trai của chiến thần. Nhưng bây giờ nhân tộc lại gặp đại nạn, chỉ có ngươi mới có thể cứu được nhân tộc. Nếu ngươi còn không buông bỏ chấp niệm, chấp nhận bản thân chân chính, trở thành tân chiến thần, hy vọng sinh tồn duy nhất của nhân tộc sẽ tiêu tan mây khói. Sao có thể chứ? Cùng đúng người, đi đúng đường, làm đúng việc. Là ta không có đầu óc. Còn ta ấy à, vẫn sẽ tiếp tục là một thợ săn tiền thưởng. Nhưng một khi nhân tộc cần ta, ta sẽ đổi sang một thân phận khác. Chỉ đáng tiếc, chỉ đáng tiếc, thứ ta nợ muội mãi mãi không thể trả hết được.